kính chào quý thầy cô, kính chào chủ tọa và kính chào quý đồng nghiệp. À, tôi giới thiệu tôi là bác sĩ Hà Minh Đức đang công tác ở bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, à, một cái bệnh viện nằm ở cực trên của tỉnh An Giang. À, bệnh viện chúng tôi thì cũng đã triển khai à, điều trị à, đột quỵ, à, tiêu sợi huyết và can thiệp à, lấy huyết khối động mạch. À, tuy nhiên thì cái cái vị trí địa lý của bệnh viện thì À, cách ADS Cần Thơ khoảng 120 km và cách thành phố Hồ Chí Minh thì à, gần 300 km và cái thời gian để mà di chuyển bệnh nhân đột quỵ cấp à, đến những cái trung tâm lớn thì có thể nó quá thời gian. À, tuy nhiên qua hai ngày hội nghị thì Phó Giáo sư Huy Thắng đã à, đã nói là đã à, cái vấn đề là mình à, có thể là mở rộng cửa sổ điều trị. À, và ở bệnh viện chúng tôi thì cái tỷ lệ à, mỗi năm à, trung bình À, điều trị tiêu huyết khối à, tỉnh mạch à, hơn 300 ca. Tuy nhiên à, can thiệp lấy huyết khối thì cái số lượng còn khiêm tốn. Từ khi triển khai chúng tôi à, đã lấy huyết khối khoảng hơn 40 ca thôi. Thì để tiếp tục một cái à, bài cho cái phiên chiều nay thì tôi xin trình bày à, can thiệp lấy huyết khối à, đường động mạch. À, xin lỗi can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn à, vai trò của tan lấy huyết khối À, nội dung thì có bốn bốn phần về tổng quan về đột quỵ nhồi máu não can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ và tôi trình bày một ca lâm sàng và sau cùng là kết luận à, như quý đồng nghiệp đã biết thì đối với cái đột quỵ là nguyên nhân tử vong à, có thể phòng ngừa được trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây tàn phế đứng hàng đầu à, chúng ta thấy thì đối với cái bệnh nhân đột quỵ thì à, mặc dù là nguyên nhân tử vong nhưng mà chúng ta có thể phòng ngừa được về cái tỷ lệ tử vong và tàn tật của bệnh nhân đột quỵ, nặng thường xảy ra ở đối với những bệnh nhân đột quỵ à, cấp do tắc mạch máu lớn và khoảng 1/3 trường hợp này thì do tắc động mạch não giữa. À đột quỵ thì có hai hai dạng đột quỵ là đột quỵ à, thiếu máu não và đột quỵ à, xuất huyết não. Thì theo thống kê của Hoa Kỳ thì có đến khoảng 87% đột quỵ thiếu máu não và 13% đột quỵ xuất huyết não một thống kê của Việt Nam thì đã thống kê cũng tương tự như một cái thống kê của Hoa Kỳ có nghĩa là đột quỵ thiếu máu não chiếm khoảng 75%, còn lại thì đột quỵ xuất huyết não. À, theo phân loại tốt thì đây là một cái phân loại về đối với bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não, thì chúng ta thấy à, nguyên nhân do tắc mạch máu lớn chiếm khoảng 30%, à, nguyên nhân à, mạch máu nhỏ khoảng 15%. À, nguyên nhân huyết khối từ tim khoảng 20%. À, đây là một trong những cái phân loại và rất có giá trị đối với à, bác sĩ can thiệp. Và một cái phân loại của à, dân số ở Thái Lan à, đại diện cho châu Á thì chúng ta thấy à, nguyên nhân à, tắc mạch máu lớn do xơ vữa chiếm khoảng 31% và nguyên nhân huyết khối từ tim khoảng 22%. À, đây là một cái phân loại à, theo tôi thì đây là một phân loại rất có ý nghĩa đối với bác sĩ can thiệp. À, phân loại từng vị trí và đây là một cái thống kê của các bác sĩ tim mạch à, thống kê từng vị trí của à, đối với những cái mạch máu à, trong não à, đối với một cái nguyên nhân từ cái tắc của gốc của động mạch cảnh trong thì à, các tác giả đã thống kê thấy rằng là cái à, nguyên nhân do sơ vữa chiếm 47% à, đối với một cái tắc mà đoạn cuối m1 thì cái nguyên nhân sơ vữa ít gặp hơn khoảng 15% và nguyên nhân do huyết khối khoảng 70% À, đối với hệ thân nền, hệ đốt sống thân nền thì nguyên nhân sơ vữa chiếm khoảng 60%. À, tuy nhiên đối với à, tắc của động mạch não giữa và cái vị trí à, vị trí ở à, phía trước và phía sau của cái nhánh đối với động mạch não trước thì chúng ta thấy là tỷ lệ khoảng trên 60% và tại cái vị trí à, của qua nhánh động mạch não trước thì cái tỷ lệ sơ vữa giảm còn 28%. À, đây là một cái nghiên cứu, một cái thống kê đơn trung tâm. À, tuy nhiên đó là một trong những cái định hướng và tôi nghĩ bác sĩ can thiệp uh, rất là có ích uh, về cái thống kê này và hy vọng trong tương lai thì sẽ có một cái báo cáo uh, của uh, châu á cũng như là của việt nam và đặc biệt là chỗ bác sĩ giang bệnh viện srs uh, làm can thiệp rất rất là nhiều uh, hy vọng có một cái báo cáo về nguyên nhân và quý đồng nghiệp đã biết thì cái đối với bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta phải uh, phải xem thời gian là não và cứ mỗi phút trôi qua thì có khoảng 2 triệu tế bào não mất đi và cái cái câu chuyện mà tế bào não chết thì cái không phục hồi thì quý đồng nghiệp. Và đối với một bệnh nhân đột quỵ thì để mà cái cái quy trình về quản lý chất lượng chuẩn của bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta thấy cái chuỗi sống còn của bệnh nhân đột quỵ từ khi bệnh nhân xảy ra đột quỵ ở tại nhà và chúng ta báo xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện và sau khi đột quỵ thì chúng ta phải phục hồi chức năng tốt cho bệnh nhân. À, tuy nhiên đối với bác sĩ lâm sàng chúng ta thì tập trung ở tại bệnh viện và khi bệnh nhân đến tới cổng cấp cứu thì chúng ta phải chạy đuôi với thời gian để rút ngắn được thời gian cửa kim cũng như thời gian của bạn và đây là một cái rồi tôi có anh chuẩn đối với bệnh nhân đột quỵ nếu bệnh nhân đến sớm thì chúng ta sẽ tiến hành à, chụp à, hình ảnh học để xem xem bệnh nhân có chỉ định tiêu sự huyết hay không và bệnh nhân đến muộn thì chúng ta đến trung tâm có can thiệp à, đối với can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ thì cái vai trò của ten lấy huyết khói nó nó có một cái vị trí nào à, đối với những mạch máu lớn À, đối với can thiệp nội mạch thì đây là một cái phương pháp à, điều trị tiêu chuẩn cho đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính do tắc mạch máu lớn à, của hai tuần hoàng trước cũng như tuần hoàn sau gần đây có rất nhiều nghiên cứu về tuần hoàn sau cái tên lấy huyết khối được khuyến cáo là phương thức can thiệp nội mạch đầu tiên cho đột quỵ cấp do tắc mạch máu lớn của hai tuần hoàng trước và cái timeline đối với cái tất cả những cái nghiên cứu của về đột quỵ À, từ từ năm 1995 thì quý đồng nghiệp thấy à, cái thuốc tiêu sợi huyết đã ra đời và đây là một cái mốc lớn đối với một cái điều trị tái thông đối với bệnh nhân đột quỵ và dần dần theo thời gian thì đến năm 2015 thì đây là một cái thời điểm mà đã có năm một cái nghiên cứu SCT ra đời để mà khẳng định cái vai trò của can thiệp nội mạch lấy huyết khối và quý đồng nghiệp cũng biết đối với lấy huyết khối thì chúng ta có hoặc là ten lấy huyết khối đơn thuần hoặc là hút quý khói hoặc là kết hợp giữa ten với hút quý khói thì uh, các chuyên gia cũng như các bạn của đã đã trình bày rất rất là nhiều kỹ thuật về cái lấy quý khói bằng dụng cụ thì tôi xin trình bày uh, tóm gọn lại cái kỹ thuật để mà lấy quý khói bằng dụng cụ bằng ten lấy quý khói thì đây là một cái kỹ thuật cơ bản kinh điển thì khi chúng ta tiếp cận một cái uh, quý khói thì chúng ta đưa một cái gai đinh lên động mạch cánh trong và đưa một cái micro kết hợp với một cái quay 0.014 vượt qua sang thương và chúng ta lui một cái quay và đưa một cái micro và sau đó chúng ta đưa một cái ten vào ờ, ống trong lòng ống của micro và chúng ta lui vào bung cái ten và khi bung ten thì chúng ta giữ khoảng 5 phút và sau đó sẽ ờ, lấy cục huyết khói ra và xin điểm lại thì có từ năm 2015 đến 2023 thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu về nói về cái uh, ưu điểm uh, cũng như cái có lợi của uh, lấy quế khói bằng dụng cụ bằng phương pháp ten lấy quý khói hoặc là hút huyết khói. và các chuyên gia cũng đã khẳng định uh, trong hai ngày hội nghị thì cái việc uh, lấy quế khói bằng dụng cụ uh, đã có lợi rất rất nhiều cho bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch máu lớn. Thì đây là một cái tổng, những cái phân tích gợp. À, của những cái nghiên cứu à, để nói lên cái lợi ích của lấy huyết khối bằng dụng cụ. Và cái Modified ranking đối với cái em MEX 0 đến 2 thì đối với cái can thiệp lấy huyết khối à, sẽ cao hơn rất là nhiều so với điều trị nội khoa à, chuẩn. đối với một cái tắc mạch máu lớn thì cái việc lấy huyết khối bằng dụng cụ à chúng quý đồng nghiệp cũng thấy à, có lợi à, cho bệnh nhân à, độc vị. Do cái lõi nhỏ máu lớn và cái việc uh, ten lấy huyết khối thì đã khẳng định uh, qua những cái nghiên cứu thì đã khẳng định cái ten lấy huyết khối có lợi và an toàn uh, đối với bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch máu lớn và đây là một cái nghiên cứu uh, đã cái một cái thống kê của hình ảnh trên thì đối với từng vị trí tắc thì cái khi chúng ta tái thông thì bệnh nhân sẽ uh, sẽ phục hồi cái tỷ lệ phần trăm như thế nào và uh, tôi xin phép lấy lại cái hình ảnh thì đối với uh, cái chúng ta thấy bệnh nhân tắc đột quỵ do tắc động mạch cảnh trong thì cái tỷ lệ nếu mà chúng ta tái thông thì tỷ lệ thành công lên khoảng 67%. À, đối với cái vị trí của M cuối M1 thì cái tỷ lệ thành công sau 3 tháng khoảng 58%. Và những cái vị trí thì đối với à, hại hệ đốt sống thân nền thì chúng ta thấy cái tỷ lệ thành công thấp nhất và cái vị trí à, vị trí mà bệnh nhân tắc chỗ đầu M1 vị trí chỗ CT thì cái tỷ lệ thành công thấp hơn so với những vị trí khác. Thì tuy nhiên đây là một cái uh, nghiên cứu uh, đơn trung tâm thôi. Uh, thì đây là một cũng là một uh, những một trong những cái 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 vấn đề mà chúng ta uh, cần có nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định uh, những cái vị trí uh, tắc mạch não và cái dự hậu uh, của bệnh nhân đột quỵ. Và đối với uh, bệnh nhân đột quỵ mà do tắc động mạch nội sọ uh, có bệnh lý sơ vữa mạch máu thì chúng ta cũng tiếp cận bằng hai phương pháp là tên lấy huyết khối và à, ống thông lấy huyết khối. À, tuy nhiên mỗi một cái phương pháp tiếp cận thì à, các tác giả đã ghi nhận rằng thì đối với cái tan lấy huyết khối thì chúng ta đầu tiên à, chúng ta đưa một cái ống thông micro và micro và micro thì nó có thể nó vượt qua sang thương dễ dàng hơn so với một cái hút huyết khối. À, cái ống thông nó to hơn. Và khi à, à, chúng ta sử dụng tên lấy huyết khối thì khi chúng ta tiếp cận được uh, mảng sơ vữa uh, tiếp cận được quý khối chúng ta uh, bung cái tan lên thì có thể tạo một cái dòng sớm cho b, uh, bệnh nhân và chúng ta có thể uh, lúc đó thì có thể là cứu được những cái vùng não chết tạm thời và đối với cái um, hút quý khối thì cái, uh, quý đồng nghiệp nhìn thấy thì đối với khi mà cái huyết khói hình thành chỗ mảng sơ vữa thì có thể là hai đầu mảng sơ vữa nó không có đồng đều có thể là chính giữa nó nhỏ và hai đầu nó to dần thì khi chúng ta hút huyết khói thì có thể là hút được một phần của huyết khói hoặc là nếu có thể chúng ta hút những cái mảng sơ vữa thì cái nguy cơ cái khả năng nó tắt sau khi lấy huyết khói nó cao hơn và ghi nhận của các tác giả là khi chúng ta sử dụng ten lấy huyết khói so với hút huyết khói thì cái tỷ lệ mà mà làm thêm những lần thứ hai, thứ ba thì cái tỷ lệ của hút huyết khối nó tắt lại nó cao hơn so với cái tan lấy huyết khối và khi chúng ta lấy huyết khối bằng ten hoặc là hút huyết khối mà thất bại và cái tỷ lệ tái hẹp lại thì chúng ta làm gì thì bài báo cáo của, của bác sĩ Trần Trí Cường chúng ta có thể là nông bóng hoặc là đặt ten nếu cái chúng ta nông bóng không thành công và ghi nhận của các tác giả thì cái tỷ lệ của cái cái ten lấy huyết khối nó uh, lấy sử sử dụng lấy huyết khối bằng ten đối với tắc mạch máu do sơ vỡ thì cái tỷ lệ nó nó lặp lại nó thấp hơn so với cái lấy bằng ống thông uh, đối với các loại ten lấy huyết khối thì chúng ta uh, thấy uh, có nhiều loại ten lấy huyết khối tuy nhiên uh, các loại ten đều có thể là cái tỷ lệ uh, tái thông tương đương nhau cũng như tỷ lệ bệnh nhân phục hồi À, tôi xin uh, trình bày một ca lâm sàng tại bệnh viện thì đây là một bệnh nhân nữ 70 tuổi vào viện vì nói khó liệt nửa người à, tiền sử đã có tăng huyết áp à, khám lâm sàng thì bệnh uh, tiếp xúc được à, nói khó liệt bảy trung ương và liệt nửa người trái à, điểm nít à, lúc vào viện là 12 điểm à, chúng tôi chưa tiến hành chụp CT thì chưa ghi nhận giảm đậm độ bất thường và được bệnh nhân được chẩn đoán là nhà máu não giờ thứ ba và chúng tôi xử trí là tiêu sử huyết và sau đó uh, cho chụp CT A sau khi bolus thì hình ảnh CT A ghi nhận là tắt uh, M 1 và sau khi tiêu sử quyết thì uh, chúng tôi giải thích cho người nhà uh, tiến hành can thiệp uh, lấy huyết khối bằng dụng cụ thì đây là một cái hình ảnh chụp DSA uh, sau khi uh, kết quả thì tắt M 1 và chúng tôi sử dụng tan lấy huyết khối và kết quả sau khi uh, thực hiện các bước tan lấy huyết khối thì bệnh nhân được tái thông hoàn toàn và sau can thiệp 6 giờ thì bệnh nhân tỉnh, à, sức cơ cải thiện nó khó, nít giảm từ 12 giảm xuống còn 3 điểm và bệnh nhân này được xuất viện sau 5 ngày. Đây là hình ảnh của CT trước và sau khi can thiệp. À, để đi đến kết luận thì chúng ta thấy cái can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ á, là một cái phương pháp điều trị chuẩn cho đột quỵ thiếu máu não, cục bộ cấp tính do tắc mạch máu lớn và có rất là nhiều nghiên cứu cũng như ý kiến của chuyên gia thì rất là có lợi cho bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch máu lớn. Đối với tan lấy huyết khối là một cái dụng cụ hiệu quả và an toàn. À, tuy nhiên đối với những cái tắc mạch mà do à, sơ vữa mạch máu nội sọ thì à, có vẻ là cái tay lấy huyết khối nó có ưu điểm nhiều hơn cái dụng cụ hút huyết khối. Và đây là một cái hình ảnh à, minh họa à, đối với tất cả những cái công việc cũng như là những cái cuộc chạy đua thì à, chúng ta tranh thủ thời gian à, dù à, có thể là sớm hơn một vài giây cũng có thể là chiến thắng. À, và đối với Uh, can thiệp mạch máu não thì các bác sĩ can thiệp uh, cũng phải tập trung cố gắng uh, tái thông được càng sớm càng tốt cho bệnh nhân uh, tuy nhiên cái lựa chọn cái lựa chọn đúng uh, quan trọng hơn là cái sự nỗ lực có nghĩa là chúng ta phải chọn một chiến lược điều trị đối với từng cái vị trí tắc mạch máu uh, xin trân trọng cảm ơn uh, quý đồng nghiệp